Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Con gái diễn viên Hoàng Yến tiết lộ chồng cũ của mẹ từng tuyên bố điều này trước lọ ồn ào. Những ngày qua, sự việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành, cầm dao rượt đuổi gây xôn xao dư luận. Chiều 25 tháng 6, sau 3 ngày xảy ra sự việc, nữ diễn viên có cuộc gặp gỡ truyền thông, trải lòng về cuộc hôn nhân cũng như thông tin liên quan đến vụ bạo lực vừa qua. Hoàng Yến xuất hiện với gương mặt sưng phồng sau khi bị chồng cũ hành hung. Đáng chú ý, con gái đầu của nữ diễn viên Yến My cũng xuất hiện tại buổi gặp gỡ. Tại đây, con gái Hoàng Yến có những chia sẻ xoay quanh ồn ào của mẹ. Yến My cho biết mẹ ruột là người sắc sảo, thông minh, lanh lợi trong nhiều chuyện, nhưng trong tình yêu thì không. Nguyên nhân của sự việc này là do mẹ. Mẹ em lăng xả thông minh, lanh lợi trong rất nhiều chuyện, nhưng tình yêu thì không. Ông trời không cho ai trọn vẹn cái gì, phải có những bài học, nếu không rút kinh nghiệm sẽ bị hậu quả khủng khiếp hơn. Trong clip, chú ấy bảo anh chưa bao giờ đánh em đúng không? Đó không phải sự thật, mẹ em nhịn rất nhiều lần bởi vì chú ấy đánh người là bình thường nên tiếp tục làm thôi. Em có thấy một bình luận mọi người bảo chắc chú ấy phải ức lắm mới đánh mạnh như thế. Đúng là đây là lần đầu chú ấy đánh thẳng vào mặt mẹ, bởi trước kia là tát, đập đầu, tay chân các kiểu. Sau vụ việc đó em cảm thấy mình hèn, sợ lắm. Nhưng đấy là điều bình thường vì ai cũng sợ chết. Em suy nghĩ lại tự nhủ là mình ăn ở tốt, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình thôi, Yến My chia sẻ. Con gái diễn viên Hoàng Yến, Yến My. Không một đứa con nào thấy mẹ mình bị hành hung mà không muốn giết ngay thằng đó cả. Nhưng vì em có học, em được dạy dỗ đàng hoàng nên em biết đó chỉ là cảm xúc của sự tiêu cực. Em tự nhủ mình không được nghĩ như thế. Nếu có thể, em chỉ mong chú nhìn lại, thay đổi và hãy nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ để sống tốt hơn. Hiện giờ em chỉ cần bình yên thôi, Yến My chia sẻ. Nếu chú đang xem, sẽ xem clip này, chú hãy nhớ chú từng nói với cháu là từ bây giờ để chú bảo vệ cho mẹ và các con nhé. Lúc đó, cháu có trả lời, chú chỉ cần lo cho mẹ cháu thật tốt, các em cháu để cháu lo, còn khi nào chú không thể lo cho mẹ cháu được nữa, cháu sẽ lo. Nhắc lại kỷ niệm như thế để thấy chúng ta cũng từng là một gia đình rất hạnh phúc và cũng đã cố gắng vì nhau. Nhưng đến bây giờ chuyện không ai mong muốn cả thì trước tiên cảm ơn chú vì những ngày tháng làm mẹ cháu hạnh phúc. Thứ hai, mong những năng lượng tốt sẽ được truyền đến chú để chúng ta có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Con gái Hoàng Yến nhắn nhủ chồng cũ của mẹ. Yến My mong chồng cũ của mẹ thay đổi. Trước đó vào sáng 24 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền clip diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ thứ tư đánh đập và vác dao rượt đuổi. Hành vi này diễn ra tại một quán ăn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Theo chia sẻ của Hoàng Yến, sự việc thực chất đã diễn ra vào ngày 22 tháng 6. Sau khi hứng cú đấm chờ dán từ chồng cũ, nữ diễn viên bị vỡ mũi. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cô đã trình báo công an. Hoàng Yến nhận định, nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả là do chồng cũ vẫn chưa chấp nhận, sự thật là đã ly hôn, ghen tuông vô cớ. Anh này thậm chí đe dọa dùng nửa phần đời còn lại để tấn công cô. Về phía chồng cũ Hoàng Yến, anh cho rằng người ngoài không thể hiểu rõ câu chuyện của mình, gián tiếp tố vợ cũ sống lỗi, một cú đấm còn là quá nhẹ nhàng đối với cô. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.